Các bác biết không, cái dòng xe này nhá, bên em thường thường vẫn bán chỉ có là trên 100 triệu, trên 100 triệu đồng trở lên thôi các bác nhá, là mình đã có thể mình mua được những con xe mà nó có hình thức đẹp như thế này và nó hiện đại như thế này. Các bác nhìn thấy rồi, em vừa điều khiển cái cốp nó mở lên từ đằng xa đấy các bác nhá. Đấy, mình điều khiển từ đằng xa luôn. Đấy, những chiếc xe sang, những chiếc xe mà đẳng cấp, những cái mẫu xe mà trị giá tiền tỷ thì thường thường mới được hiện đại như vậy. Đấy, điều chỉnh cốp từ xa cơ mà, đúng không ạ? Đây là cái phần form dáng bên ngoài của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem. Form dáng thiết kế nhìn rất đẹp mắt luôn, đúng không ạ? Một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là logo của chiếc xe các bác nhá. Đấy, với nước sơn là màu xanh. Màu xanh rất là nhã nhặn, rất là dễ nhìn. Và trong thời gian vừa qua thì bên em bán dòng xe này rất là nhiều, bán rất là chạy luôn các bác nhá. Các bác mình cùng xem để thấy được chiếc xe này của em nó ok như thế nào. Cặp đèn pha vẫn là cặp đèn pha zin, còn rất là trong. Có quả bi cầu siêu sáng được làm bên trong, có những mắt cảm biến được làm ở phía trên. Con này hồ sơ cầm tay rồi. Các bác mình mua về trong cái thời điểm này thì chỉ việc đi làm bấm biển định danh thôi các bác nhá, rất là nhanh và đơn giản. Đấy, la răng đúc của chiếc xe cũng đã được lên la răng kiểu dạng của dòng xe mẹt rồi các bác nhá. Và phanh đĩa, phanh ABS. Đấy, nguyên bản theo xe các bác nhá. Lốp của xe thì vẫn còn dày. Đây, lốp vẫn dày. Và thân vỏ của những chiếc xe dòng này nó rất là cứng và rất là dày các bác nhá. Đấy, có xi nhan dạng LED được làm ở trên gương và có cục gương tự động. Đấy, có cả camera được làm ở trên gương đây. 1, 2. Nguyên một cái gương này thôi đã thiết kế là có 2 cam rồi. Và camera của chiếc xe này thì nó nằm ở khắp nơi, khắp nơi xung quanh xe các bác nhá. Và có nút bấm từ một chạm nằm ở tay nắm cửa đây. Vâng. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Và đây này, nó có một số chức năng hết sức hay và cần các bác mình lưu ý. Đây là ghế điều chỉnh điện 8 hướng và có chế độ nhớ ghế, hai chế độ nhớ ghế các bác nhá. Và đây là chế độ massage ghế đây các bác này. Đấy, massage ghế các bác nhá. Đấy, massage mặt ngồi này, rồi massage cả phần lưng tựa nữa này các bác nhá. Đấy, và đây là công tắc để mình vận chỉnh sấy nóng sấy lạnh cho cái ghế này. Đấy, có chức năng sấy nóng và có chức năng sấy lạnh luôn. Rất hay như vậy. Túi khí an toàn nằm ở khắp nơi, trong đó thì cái phần ghế này cũng có túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, và đây nữa, các bác nhìn đi. Các bác mình cùng nhìn xem, nhìn đi ở vị trí này. Cần số tự động các bác nhá, và thiết kế là có hai cầu. Đấy, có cốp ấn mở bằng điện nằm vị trí này, mở xăng bằng điện nằm vị trí này, và căn chỉnh làn đường ấn nút này tự động báo khi lệch làn đường các bác nhá. Đấy, cảm biến này, tăng giảm độ sáng cái đèn này, và đèn pha, đèn cốt đây. Đấy, đầu đài giải trí đây. Và đây là hệ thống điều hòa auto tự động của chiếc xe các bác nhá, có hiển thị ở đây. Đấy, màn hình giải trí nguyên bản theo xe, có cam 360 độ được thiết kế ở vị trí này các bác nhá. Âm thanh nghe tuyệt vời luôn, màn hình rất to đúng không ạ? Và đây là vô lăng của xe nhá. Đấy, vô lăng đây các bác nhìn gì. Đấy, vô lăng đẹp chưa, túi khí an toàn, vô lăng 4 chấu, có những cái phím điều khiển được làm ở hai bên, có ga tự động nữa các bác nhá. Đấy, đây là gương cụp này, gương cụp ấn nút này, chỉnh mặt gương ấn nút này các bác nhá. Chiếc này của em được mang tên là Lucgen U7 các bác nhá. Dòng này bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, 2010 và đăng ký lần đầu tiên 2011, số tự động. Máy của chiếc xe này là máy xăng 2.2 turbo các bác nhá. Nó là turbo chứ không phải là máy thường, máy turbo luôn. Cho nên là rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Với phần nội thất, ghế da và đồ nhựa của xe, thiết kế là màu cam và là màu đen các bác nhá. Đây, ghế da này là ghế da loại xịn đây. Đây, ghế da loại xịn chứ không phải là loại thường các bác nhá. Loại xịn luôn. Và chiếc xe này có thêm một số chức năng cần các bác mình xem và lưu ý nữa. Đấy là có cổng điện ra 220V 100W để cho các bác mình cắm kể cả tủ lạnh như là TV trên đây cũng được luôn. Đấy, và cổng USB đây. Và đây là công tắc để mình tắt điện lưới các bác nhá. Đây, cổng nghe nhạc đây. Cổng điện ra 12V đây. Đây là cái cốc đồ, cũng là cái tì tay cho mình luôn. Chỗ này này. Đấy, đây nữa này. Đấy các bác nhá. Hiện đại chưa? Rất hiện đại.
Và chiếc xe này của em được trang bị là có hai dàn điều hòa, một dàn được nằm ở phía trên đây và một dàn được nằm ở phía dưới kia các bác nhá, hai dàn điều hòa luôn. Và có thêm cửa sổ lốc này. Đấy, cửa sổ lốc. Trần của xe thì các bác thấy nó là trần ý. Và chiếc này có hai màn hình và đây màn hình nữa các bác nhá. Hai màn hình luôn. Đây, em mở cửa ra cho các bác xem. Ở đây có một cái màn hình nữa, em ấn ra cho các bác mình xem nhá. Đấy, ấn đây này. Đấy, ấn nút này nó sẽ có mình ấn nút này nhá. Em phải hai tay cơ. À phải bật điện lên cơ. Bật điện lên thì à, đây rồi. Các bác nhá. Chỗ này có một màn hình nữa này. Đây màn hình đây. Các bác nhá, mình có thể đưa lên đưa xuống được như thế này. Ở chỗ này có một cái công tắc để cho các bác mình bấm chỉnh điều hòa cho dàn điều hòa phía sau các bác nhá. Và đây có cửa gió nữa này các bác này. Cửa gió hàng phía trước. Ở đây đây. Nội thất của xe rất là sang luôn. Tất cả những cái phần táp ni cánh cửa này. Và táp ni cánh cửa này bằng chất liệu da cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy. Rồi táp lô nữa, đó là da theo xe. Ở chỗ này thì hơi bụi một tí, em dùng cái rẻ em lau lên một chút nhá. Em lau cái phần bị bám bẩn đây một chút này. Đấy, cái này là bẩn thôi, lau là hết đấy các bác nhìn xem. Lau là hết luôn, lau là sạch luôn. Được chưa? Chứ không phải là do nó xấu nhá. Do hơi bám bẩn một chút thôi. Rồi các bác nhá, đây phần tắt đi cái cửa của xe. Chỗ này bằng da này. Đấy, đây là loa nữa, cái công tắc bấm chỉnh kích điện. Tay mở cửa xe được ốp mạ chrome, rất sáng đẹp luôn. Gioăng cửa xe là không rách các bác nhá, đây các bác nhìn xem, không rách. Đấy, những con bu lông ốc nhá, những vị trí vít đây các bác nhìn xem vẫn còn chấm sơn này. Nó vẫn còn chấm sơn luôn. Và cửa mở được thiết kế một cái đèn. Khi mở cửa nó sẽ báo các bác nhá. Đấy, chỗ này là cái phần vách cửa này. Ok, đẹp chưa? Ở chỗ này thì cũng đang hơi bẩn một tí này, em lau là hết rồi này. Đấy, lau cái là mới ngay, các bạn nhìn xem. Lau cái thôi là mới ngay rồi, đẹp ngay rồi. Đấy, được chưa? Rồi nha các bác. Lốp đây, na răng đây. Đấy, chiếc này được thiết kế là 7 chỗ ngồi. 7 chỗ. Đây, em đang mở cốp ra cho các bác mình xem phần phía trong đây. Đấy, 7 chỗ ngồi nhá. Mặt này của xe được thiết kế là mặt nỉ này. Đấy, mặt nỉ. Mở ra thì trong đây có một cái cốp cho mình đựng đồ này. Ghế này có thể gập lại xuống được nhá. Đây gập như này. Đấy, mặt ghế đây. Rồi, đây là phần khoang cốp phía sau mà em đang quay cho các bác xem. Khoang cốp rất là to và rất là rộng, đựng đồ cho mình thoải mái luôn khi gập lại ghế các bác nhá. Phía sau đây có những cái mắt cảm biến chống va chạm này và trang bị một này, hai gọi là bô kép các bác nhá. Chiếc xe này thiết kế là bô kép luôn. Và cốp của xe này được ấn chỉnh ở đây cũng được này các bác này. Khi mình muốn xuống cốp mình ấn đây cũng xuống này, hoặc ấn chìa khóa hoặc là ấn ở trong phần táp lô các bác nhá. Đấy, đèn của xe được dán màu đen rồi. Và bên trong đấy được thiết kế là đèn dạng LED bật ban đêm nên nhìn rất là đẹp các bác nhá. Sơn xi thì bóng đẹp như mới luôn. Kính của xe thì được dán rồi. Đấy, bọc dán rồi. Và kính không xước các bác nhá. Kính không hề xước. Đấy, có thanh da lóc các thứ đầy đủ này. Đấy, xe rất hiện đại luôn. Ở đây có một cái nút bấm để mình khóa để mình mở cửa nữa. Cam đây các bác nhá. Đây, sinh nhan bao rẽ trên gương đây. Và đăng kiểm của xe thì đến cuối năm. Trước này hồ sơ cầm tay rồi, các bác mình mua về mình bấm biển. Sau này mình làm cái đăng kiểm mới thì sẽ theo biển số luôn các bác nhá. Nó sẽ theo biển số luôn. Đấy, đèn đóm đây, các bác nhìn xem này. Đèn của xe rất là mới, sơn xi bóng mượt, tân vỏ cứng rời. Và xe chắc chắn một điều để cho toàn thể các bác mình yên tâm là không lỗi tai nạn và ngập nước. Giấy tờ pháp lý chuẩn các bác nhá. Đấy, lốp dày, na răng đẹp. Thân vỏ căng đều. Thân vỏ căng đều hết các bác nhá. Đấy, không lỗi về thân vỏ. Xe này các bác mình mua về là cứ thế đi, cứ thế dùng thôi. Chạy ngay thôi, không cần phải sửa gì đâu các bác nhá. Và đây là phần mép cửa tiếp theo nữa của xe này. Đấy, chiếc này cũng đã được dán gioăng đây nữa rồi. Đấy, xe này bằng chất liệu da theo xe này. Và da của xe là vẫn còn đẹp luôn. Không bị xấu đúng không ạ? Tay mở cửa đây. Chỗ này bằng chất liệu da nữa các bác nhá. Công tắc kính điện đây. Tay mở cửa đây. Loa đây. Chút là bốn cánh nó đẹp như nhau. Có điều thì thêm một chức năng đấy là có cái loa ở hai cánh trên các bác nhá. Đấy. Khe mép rồi toàn bộ khung sườn của chiếc xe này là không bị mục mọt các bác nhá. Đấy, phần vách cửa xe thì còn rất là đẹp và sáng bóng này. Đấy, móc khóa đẹp này. Và ghế bên đây được trang bị là ghế điện luôn. Đấy, ghế phụ cũng được trang bị là ghế điện.
ghế da nhìn như kiểu ghế da của những chiếc xe mà đời cao vậy đấy ạ, đúng không ạ? Thiết kế nhìn rất đẹp. Sàn da rồi các bác nhá. Ở chỗ này có một cái cốp đồ đây, và chỗ này có túi khiên toàn đây các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da. Đấy, em đã quay rất là chi tiết đầy đủ. Đề khóa thông minh start top được làm ở vị trí này, có chìa khóa thông minh điều khiển từ xa nữa các bác nhá. Đấy, hiện đại chưa? Rất hiện đại. Và đây có một cái tấm cho mình chắn nắng này, chăn nỉ đây. Rồi đây là công tắc để mình mở cửa sổ trời, rồi bật đèn. Bật đèn trần các bác nhá. Đấy, như vậy. Rồi, em đóng cửa bên đây lại. Và đóng rất êm và nhẹ nhàng. Tiếp theo nha các bác. Vâng, đây nữa này. Đấy, đây, các bác cùng xem. Mép cửa đây, bu lông ốc nhái đây, rất sáng đẹp luôn. Bốn tắp đi canh cửa, đẹp đều, mới đều, sáng đều, tươi đều như nhau hết các bác nhá. Đẹp chưa? Ok ạ. Đấy nhá. Đẹp chưa? Đấy. Cột kèo xe nó vẫn còn zin, gioăng đẹp. Rất rộng rãi, khoảng cách hàng ghế này với hàng ghế này nó không bị gần lắm. Cho nên là mình ngồi nó sẽ được thoải mái các bác nhá. Và đây là phần vách cửa này. Đây. Ghế này thì mình có thể gập lại xuống để bước về phía sau. Và đây là cái mặt nỉ của nó. Đấy, ghế này có thể nâng lên được các bác nhá. Chỗ này đấy ạ, các bác nhìn xem, ở chỗ này cũng có thêm một cái cổng điện ra 220V 100W nữa. Đấy, được ạ. Đây, và chỗ này thì là cái chỗ cho mình để để chai nước hay gì đây này. Đấy, móc tay em nó hơi cụt cho nên là mở ra nó hơi khó một tí. Đây. Đấy, ok. Một tay hơi khó các bác ạ. Bên kia cũng vậy, có một cái chỗ để cho mình nghe nhạc các bác nhá. Đấy, cửa đóng êm chắc. Em quay cả gầm nữa cho các bác mình xem luôn. Gầm sàn đẹp luôn. Làm gầm sàn không vấn đề gì nhá. Hôm nay em nói hơi nhiều cho nên nói hơi khớp một chút các bác thông cảm nha. Rồi, sang bên đây quay lốt cho mình đi. Đẹp cả con luôn các bác ạ. Nó đẹp đều cả xe cả con. Xe không vấn đề gì. Bên em còn một đôi như thế này nhá. Hai con đều là màu xanh xanh như nhau. Đấy. Dòng này thì bên em bán trong gian vừa qua rất là nhiều rồi, bán rất là chạy. Được nhiều người quan tâm vì giá rẻ mà. Đấy mà lại mua được chiếc xe sang. Các bác biết không, ngày xưa cái chiếc xe này, dòng xe này trị giá của nó lên đến cả là hơn 1 tỷ đồng. Loanh quanh tầm khoảng 1,5 tỷ các bác nhá. Đấy. Mà bây giờ thì nó vẫn còn đẹp như thế luôn. Mà giá thì đã xuống rất là nhiều rồi. Mà gần như là bác nào cũng có thể là mua được xe đúng không ạ? Rẻ như thế rồi cơ mà đúng không ạ? Các bạn nhìn xem, nó đẹp như thế này cơ mà giá thì lại rẻ đúng không ạ? Dòng này phụ tùng nhiều nhá, bên em cung cấp phụ tùng cho các bác luôn. Nếu bác nào mà cần mua phụ tùng của chiếc xe này, dòng xe này bên em có thể là cung cấp phụ tùng cho các bác luôn nhá. Đấy, nó chỉ cao hơn, giá phụ tùng của cái dòng xe này nó chỉ cao hơn một chút so với lại dòng xe Toyota thôi. Đấy, nó chỉ là 1,8-1,10 thôi các bác nhá. Đấy, như vậy. Đấy, em chia sẻ đầy đủ và chi tiết kỹ lưỡng cho các bác mình để các bác mình yên tâm khi mua xe. Chiếc này thì ok rồi, các bác mình bàn về giá cho em là có thể đảm bảo việc được đối với mẫu xe này các bác nhá. Đấy, nội thất bên trong. Đấy, cái phần này các bác nhìn xem này, nó còn đen xì luôn. Đấy, kính của xe không xước này. Đấy, kính không hề xước này. Đúng không ạ? Khi đóng cửa lại thì cái form của nó còn nguyên các bác nhìn xem này. Đấy, những cái đường gân của nó chạy thẳng tắp luôn. Và những khe mép của xe nó rất là khít. Và vỏ bên ngoài của xe nó không bị bả vào tiếp cho nên là gõ nó sẽ kêu. Gõ nó sẽ kêu các bác nhá, kêu như vậy. Đấy. Vâng, bây giờ thì tiếp theo em nâng cabo lên cho các bác xem khoang máy. Và quay cả gầm bên đây nữa. Mỗi bác ngồi xem nhấn cho em xin một phát tim, một phát like và vài phát chia sẻ lên các trang hội nhóm ạ. Bây giờ là khoang máy các bác nhá. Máy số thì cực ngon rồi, bên em đã kiểm tra máy và số cũng như là những cái vấn đề khác của xe. Thì hiện tại chiếc xe không vấn đề gì. Đấy, mình mua về là cứ thế đi thôi. Đấy, xe cũ nhưng mà như vậy là ok rồi đúng không ạ? Đây là khoang máy các bác nhá. Đây khoang máy đây. Cabo đây.
Mì cabo của xe là vẫn còn đẹp này, tem của nó vẫn còn nguyên này. Ok chưa các bác ơi? Đấy, đấy là tổng thành tình trạng chất lượng của mẫu xe Lucan U7 này. Khi các bác mình nếu mà các bác mình xem tới đây đã yêu, đã thích, đã ưng, muốn sở hữu, muốn chốt chiếc xe này về để mình sử dụng thì hãy liên hệ cho bên em theo những số điện thoại hotline để bên em bàn bạc và tính toán thương lượng và chốt giá cho mình để mình mua vào việc với mẫu xe này. Ba số bên em là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với lại 225 Trường Chinh ở bên kia các bác nhá. Đấy. Bên em thì còn nhiều xe. Các bác mình hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi fanpage, nhấn follow TikTok để xem thêm video mới của bên em các bác nhá. Bên em có hỗ trợ những cái thủ tục sau, đấy là sang tên, đổi biển cho các bác mình về chính chủ, cũng như là có ship chuyển xe, giao xe toàn quốc cho các bác nữa. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ, giá tốt nhất cho toàn các bác mình. Bất cứ ở đâu, bên em có thể là đến tận nơi để bên em thu mua và đổi cho các bác mình được coi nhá. Vâng, và đừng quên nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ ủng hộ em với, em cảm ơn. Video này em quay xong rồi. Tạm biệt các bác và hẹn các bác vào video lần sau các bác nhá.